Vâng, em đi nhờ thiên hạ tí bác ạ. Thế chú bán gì vậy? Khổ, em có gì đâu mà bán à các bác. Thế thực ra là chú đi đâu? Ừ, chú đi đâu? Vâng, chả giấu gì các bác, em mắt mũi mù lòa, vợ yếu con đau, nên cũng đành mối mặt đi nhờ thiên hạ một tí, chứ có gì đâu mà bán ạ. Ôi giời ơi, khổ chưa? Nghe nói có ông anh ruột khá giả lắm cơ mà. Vâng, chả giấu gì các bác, bác thằng nhà em là tốt lắm, bác ấy vẫn cho vợ chồng em luôn, nhưng chả mặt mũi nào mà lấy của các bác ấy mãi. Chú Mộc ơi, dạ, chú muốn đi nhờ thiên hạ mà nói thẳng ra là đi ăn mày ăn xin bác thì phải đến quán thịt quán rượu mà xin. Mày già kiếm được chút cơm thừa canh cặn mang về cho vợ con đỡ khổ. Vâng bác ơi. Hả? Vậy em vào trong quán rượu quán thịt em xin bác nhá. Ừ, chú đi đi. Vâng. Đi đi. Nắng mưa lạnh đần na chưa tình, thân cò lên thác xuống gành bầy này. Ai làm mà cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cò con. Các bác ơi. Sao cái gì thế hả chú? Hình như người ta chưa mở cửa các bác ạ. Tại chú cơ. Ôi sao lại tại em? Tại chú đi ăn xin sớm quá nên người ta chưa mở cửa. À chú ơi, bây giờ chú ngồi ở ngoài kia, khi nào người ta mở cửa thì chú hãy vào nhá. Vâng, vậy em ngồi ở ngoài kia để em chờ các bác nhá. Ừ, chú chờ đấy nhá, chúng tôi đi chợ đây. Vâng. Tôi ngồi đây đợi một tấm lòng từ bi, đợi một tấm lòng nhân hậu, dù chút lòng thương bố thí chút cơm thừa,
về nuôi vợ con qua ngày đoạn tháng. Tóm lại là đi ăn mày ăn xin chứ gì. Khổ, sáng ngày ra chưa mở hàng mà họ đã có ăn mày ăn xin đến ám thế này. Bà ơi. Cái gì? Vậy bà là chủ quán à bà? Phải. Vâng, vậy con xin phép bà. Bà cho con ngồi đây. Con ngồi cạnh con chó đá này, con chờ bà nhá. Chú có biết con chó đá tôi mua bao nhiêu tiền không? Hả? Chú ngồi đấy làm uế tạp con chó đá của tôi. Đi ra ngoài kia. Bà ơi, bà cứ cho con ngồi đấy con chờ. Đi ra ngoài kia. Đứng lên. Đi ra ngoài. Ủa kìa bà ơi. Đi ra ngoài này cho bà. Bà cho con ngồi đây con chờ bà ơi. Chưa mở hàng mà họ đã có ăn mày ăn xin đến ám thế này thì không biết là. Này chú. Dạ. Chú cương quyết ngồi ôm con chó đá của tôi đấy phải không? Vâng. Bà có đánh con chết thì con cũng ngồi đây con chờ bà. Trời ơi, thôi được rồi. Ngồi đấy đợi tôi. Tôi vào tôi lấy cho bát cháo. Rồi. Ngồi hệt con chó đá nhà mình. Này chú. Dạ. Sáo chó đây. Vâng. Nóng đấy. Chú ăn đi. Vâng. Bà cho con xin. Con xin bà nhá. Con cảm ơn bà quá. Này 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 này. Mang đi đâu đấy? Dạ. Con mang về cho cháu ạ. Ôi giời. Bát này nhiều giềng lắm. Nó làm sao được. Bát này tôi mang ra cho chú. Chú ăn đi. Lát tôi cho bát khác mang về cho cháu. Vâng. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà quá. May quá. Sáng ra vớ ngay được bát sáo nóng. Ôi giời ơi. Thế là đổ hết bát sáo chó nóng rồi. Khổ chưa. Tí nữa thì vớ được bát sáo nóng. Mà từ bé đến giờ mình có biết sáo chó thế nào đâu. Chỉ thấy thơm thôi. Mà nóng quá. Tí nữa thì tuột hết cả mồm. Anh em à. Tới quán thịt chó rồi. Anh em ta vào đánh chén. Các chú, à, các chú chiều anh quá, à, đã thế lại làm chó cho anh vui. Nên anh quyết định kể từ hôm nay, chúng ta kết nghĩa tình huynh đệ. Trần Thăng. Gì? Ba chúng mình kết nghĩa anh em thật. Thật. Kết nghĩa để làm gì nhỉ? Kết nghĩa để làm gì nhỉ? Chủ yếu là ba ta đánh chén cho ngon. Kính lạy thần linh thổ địa cai quản quán mộc tồn. Kính lạy vua bếp táo quân cầy tơ bảy món. Hôm nay là ngày lành tháng đẹp. Ba anh em chúng tôi là Trần Thăng, Đình Tuân, Tiến Tùng. Xin làm lễ tế tổ tông chín họ nhà chó. À, này, gì đấy? Nhưng mà đã có cái gì đâu mà lễ. Ừ, đợi tả tí. Ừ. Chủ quán. Dạ. Cho xin mấy nén hương. Hương à bác? Ừ, nghe vậy. Dạ, hương của bác đây ạ. Ừ. Này các đệ. Hả? Các đệ cầm lấy hương. Này Huynh ơi. Hả? À. Hương để làm gì đấy? Ừ, không phải nói nhiều. Cứ làm theo tôi rồi biết. Ừ. Mà đã dặn rồi. Này. Chủ quán. Dạ. Đã bảo rồi là phải chó béo một con. Dạ, chó đây, chó đây. Mang ra cái em. Tì 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 t
Tiền đây. Dạ. Cầm lấy. Em xin ạ. Vào trong. Dạ vâng ạ. Để cho các anh đánh chén. Các đệ. Bên đây này. Thế nào? Các đệ thấy anh xứng đáng là anh chưa? Xứng đáng quá gì. Có chó. Y béo y thơm ngon, có bình rượu thơm mà ngon. Có chữ mắm tôm rộng mà đón mi ớt này ra. Anh chanh non mi bắt vào lá mờ lồng. Con hỏi đi dân chào dân ta đi. Vào trong quán đánh chén tiếp. Bê vào. Bê vào trong à? Bê vào nhanh. Mày cầm cái này không có đổ. Tiếng ai như tiếng Bắc Thăng. Đúng rồi. Đúng tiếng anh cả mình rồi. Nhưng bây giờ không thể gọi anh mình ra được. Cho dù là ruột thịt, anh mình đang vui cùng với bạn hữu, thì giờ đâu mà để ý tới thằng em khô rách áo ôm này cơ chứ. Cháu ơi, cuộc đời thật trớ trêu cay đắng. Đời khổ đời bỏ tình thương. Ơi thương ơi, lòng mình một nỗi. Tơ vương mang cháo cho cháu đấy à bà ơi. Ôi thì chết rồi. Không phải. Ê, thằng nào sờ vào đầu tao thế? Ê, mày là thằng nào? Chả là thằng nào. Trần Mộc. Ơ thế mày cũng đến quán thịt cầy làm gì đấy hả? Vào đây uống rượu với bọn tao cho vui. Không. Tôi không vào đâu. Sao thế? Anh tôi mà biết tôi ngồi đây ăn mày ăn xin thì anh tôi đánh tôi chết. À thôi được rồi. Thế bây giờ mày ngồi yên đấy nhá. Để tao vào tao bảo thằng anh mày nó ra nhá. Ừ, kìa bác ơi. Thôi được rồi. Bác. Bác ơi. Ê. À. Ra đây đã. Cái gì đây? Ra đây tao bảo đây. Đi. À, nó có cái chuyện này hay. Cái gì thế? Hả? À, nó vừa ngồi đây mà. Nghe thằng nào ngồi? Ơ à, thằng Trần Mộc nó ngồi đây mà. Nó ngồi đây làm gì? Ờ à, thì nó bảo với tao là nó đi ăn xin hay ăn mày gì đấy. Thằng khốn nạn. Ai bảo nó đi ăn mày? Ờ. Ai bảo nó đi ăn xin? Làm nhục tổ tiên. Làm xấu dòng họ. Quá nhục. Ông mà bắt được bây giờ, ông đánh chết. Mà thôi, vào chén tiếp. Vào chén tiếp. Vào chén tiếp.
Mộc. Dạ. Về đi. Mày cứ ngồi ở đây cũng chẳng ai cho cái gì đâu. Họa chăng có thằng anh mày nó ra nó cho mày ăn đòn đấy. Về đi. Không, bà chủ quán hứa là cho con tôi bắt cháo ạ. À. Thôi thì tùy mày. Mày cứ ngồi ở đây làm nhục anh mày trước anh em bạn bè bằng hữu. Mày cứ ngồi ở đây là cho mày. Ừ. Hay là mình về nhỉ? Nhưng về bây giờ thì lấy cái gì cho con nó ăn? Đợi cháo cho con. Anh mình mà ra trông thấy thì anh ấy đánh mình chết. Cháu ơi, ai làm cho bể kia đây? Cho ao kia cạn. À. Ra các anh bảo đây. Ra, ra đây kìa các anh thưởng. Ra đây các anh thưởng. Ra đây các anh thưởng nhé. Chủ quán này. Dạ. Quên. Hôm nay rượu rất ngon. Dạ vâng ạ. Mà thịt chó cũng lại rất ngon. Dạ vâng. Quá ngon. Nên. Ôi dạ. Thưởng. Dạ. Chủ quán. Dạ. Tiền đây. Em xin. Trả rồi. Biết ngay. Về mà. Luôn. Khoan. Dừng. Này, chủ quán. Dạ. Con lấy thằng Mộc nó ngồi đây phải không? Phải. Nó ngồi làm gì? Đợi tôi mang ra cho bắt cháo. Không phải cháo. Nhá. Bỏ đây. Đây. Nhờ mụ cầm lấy cái bọc thịt bảo anh Trần Thăng gửi cho vợ chồng nó về. 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 Ôi dồi ôi, đây mà là thịt đó hả bà ơi? À, bà chủ quán ơi. Dạ tôi đây. Anh con về rồi phải không bà? Vừa về rồi chú ạ. Vâng bà ơi. Cái gì đấy chú? Bà bảo bà cho con để con bắt cháo đâu ạ? À, xít quên mất. Chú ngồi đây đợi tôi một lát nhé. Này chú. Dạ. Cháo đây. Vâng. Chú mang về cho con. Con xin bà. Mang về cho con. Vâng, con cảm ơn bà. À, mà còn đây là... Bà ơi, anh con gửi cho con có phải không bà? Phải. Vâng. Anh chú bảo gửi cho vợ chồng chú bọc thịt rồi ạ. À. Vâng, con xin bà. Thế này mà bảo là thịt ư? Ừ. Thịt đâu mà thịt? Thôi, chú mang cháo về cho con đi.
khổ thân chú. Vâng, con cảm ơn bà, con cảm ơn bà. Trời ơi, anh Thắng ơi, anh Thắng ơi. Mẹ nó chứ, ai bảo nó đi ăn mày, làm nhục tổ tiên, làm xấu dòng họ. Ông mà bắt được bây giờ, ông đánh chết. Em đi đâu? Này, tao với mày uống nốt chén này là thôi đấy nhá. Uống chén nữa. Thôi, đã bảo không uống nữa, mày cứ rót. Uống thêm một chén nữa say thế nào được. Thôi nhá, tao với mày uống nốt chén này là thôi đấy. Đã bảo không uống nữa mày. Mấy ông này làm sao thế nhỉ? Thức chẳng ra thức, mà ngủ chẳng ra ngủ. Chắc là xỏ rượu ngủ đây. Chị Huê ơi, chị Huê, chị Ai Huê đấy? Ơi, em đây. Tiểu thím, có chuyện gì thế? Chị ơi, chị cứu cháu giúp em với, chị cứu cháu giúp em với. Thím này làm sao thế? Cứ nói to lên, làm sao cứ phải thì thà thì thào. Nhưng mà em sợ lắm. Ôi dào ơi, có gì đâu mà sợ. Anh Thắng ơi, chị ấy bảo cái gì anh đây này? Bảo gì đây này? Cái gì thế? Tôi bảo các ông vào buồng trong kia mà ngủ. Các đệ vào buồng trong ngủ tiếp. Thím thấy có giống không? Giống gì hả chị? Giống cái lũ ở trong chuồng, cạnh bờ ao kia kìa. Ấy chết, sao chị lại bảo các anh ấy giống cái lũ ở chuồng heo ấy? Thím ra đây tôi bảo. Có chuyện gì thế? Chị ơi, chị cứu cháu giúp em với. Nó cứ là đi không học được nữa rồi. Nó mà làm sao thì em chết mất chị ơi. Thím đưa đây tôi xem nào. Con ơi, con trai ơi, con trai của mẹ ơi, mở mắt ra mẹ xem nào. Mở mắt ra mẹ xem nào. À, nó mở mắt rồi đây này. Tội nghiệp, nhẹ như cây mấc mà bé tẹo như con mèo hen. Chắc là đói quá chả có cái gì mà ăn. Em ít sữa lắm, mà nhét bú vào mồm cháu cũng chẳng chịu ăn, chẳng chịu bú. Đây, chị xem, nó có chịu bú đâu. Sữa của thím khéo nhạt như nước lã, có gì đâu mà nó chả chê. Mấy hôm nay rồi nó cứ nhẹ ra chẳng chịu ăn, chẳng chịu bú. Bây giờ thì là đi. Em sợ quá chị ơi. Nhà có anh có chị mấy bữa rồi mà sao hôm nay thì mới vác thằng bé sang đây. Không hiểu làm sao nhà em cấm không được sang làm phiền anh chị. Nhưng vì hôm nay thằng bé nó yếu quá, em lại chẳng biết nhờ cậy ở đâu, nên đành sang đây xem chị có cách gì cứu cháu. Khổ thân cháu tôi. Vào trong nhà lấy nắm gạo nếp rồi xuống bếp nấu cho cháu bát cháo. Dạ. À, có nồi xương bên cạnh, nhớ chắc vào mà nấu nghe chưa? Dạ.
Uống đi con. Khổ thân, thằng bé lại thiếp đi rồi. Thôi, ngủ đi con à. Chưa ăn được đâu, thím bế thằng bé về dưới nhà rồi tôi mang bát cháo sang cho. Con ơi, vất vả thác gành, có phải con của mình đâu mà cứ nựng con như thật. Này các đệ, nó có đẻ được đâu mà nó nựng con như thật. Con nơi vất vả thác gành. Hay, hay quá. Hay, hay cái gì mà hay hả? Hay vì đại huynh không có con, hay vì tỷ tỷ cũng chưa đẻ được lần nào, hay vì không đẻ được cho nên mới gói vào một câu: con ơi vất vả. Gành, gành, chúng mày rủ hả tạm đấy à? Đâu. Rượu rồi, về đi. Huynh ơi. Cái gì? Mai thế nào nhỉ? Thế nào là thế nào? Thế lại gặp nhau ở quán ấy nhá. Được, về đi. Xin phép đại huynh, chúng em về. Tao đã bảo về, về là về đi. Xin phép đại huynh, chúng em về. Mình bế con nhà ai đấy? Em bế con nhà chú Mộc. Tại sao mình lại bế? Hay là mình đã thành vũ em nhà chúng nó rồi? Vâng, em cũng đang muốn được làm vũ em đây. Sao hôm nay ăn nói chua chát mát mẻ thế? Tôi chuẩn bị hết cả rồi, cô vào mang ra đây. Dạ. Này cái gì thế này?
Dạ. Mang gà mang gạo đi đâu? Dạ thưa ông, bà bảo ạ. Bà bảo sao? Dạ. Bà bảo sao? Dạ thưa ông, bà bảo mang sang đầy tháng con nhà chú Mộc ạ. Lão. Dạ. Kìa mình, sao mình quát to thế? Tôi quát con ở. Dạ. Này. Dạ. Vào mang cái nậm rượu dở ra đây cho ông. Dạ. Gà mới trả gạo, đầy tháng mới trả đầy năm. Dạ thưa ông, rượu đây ạ. Rượu nhạt như đi lã. Thà nào đổ xuống sông xuống biển còn hơn cho nhà chúng nó. Kìa mình, sao mình đỡ cạn tẩu rau máng. Này, trời có mưa đâu mà máng chả cạn khô. Mà vợ chồng là cái tình nghĩa phu thê, cãi mình em nhẹp, nể nếp gia phong hỏng hết. Thế mới tức chứ này. Rượu trong nhà không còn nổi lên một giọt, không biết lấy cái gì để rửa sạch nỗi tức ở trong lòng. Chị ơi, chị cho em xin cháu. Kìa thím, cứ để tôi bế cháu một lúc, chiều tôi mang sang cho. Trả con cho nhà nó, mà cái con này láo. Anh bảo ai láo? Tôi bảo cái con vợ thằng Mộc kia kìa, sang từ lấy, không thèm chào anh chồng. Cái gì? Mang rượu của tôi đi đâu? Tôi mang vào, để em dâu anh chào anh. Việc chào hỏi thì cứ chào hỏi, liên quan gì tới rượu? Em chào bác cả. Chửa nghe thấy gì? Dạ, em chào bác cả. To nữa lên. Em chào bác cả. Tạm. Thằng chồng cô đâu? Dạo này nó còn hay đi ăn mày không? Dạ, cảm ơn bác. Từ hôm bác cho nhà em bọc xương cho đã gặm, nhà em về cứ ngồi ôm bọc xương mà khóc, đôi mắt mù lòa chứa tràn nước mắt. Này, làm thân trai mà cứ khóc lóc sụt sùi ấy, thì cả đời không khá lên được. Xương không ăn ấy, thì ninh ra thành nước. Cả nhà xì sụp mà húp với nhau, làm gì mà phải khóc, phải đau. Ấy chết, bác bảo phải đinh lên, thì khác nào cảnh anh em nấu thịt nổi ra. Này! Dạ. Thím này bắt chiếc cái thằng chồng thím. Không. Nói cạnh nó khỏe thôi là không. Có chuyện gì thế? Em xin bác, em không dám thế à? Kiệt thím, có chuyện gì thế? Chị ơi, bác cả bảo mang bọc xương ấy về linh nên mà xì xù khóc với nhau. Chị ơi, sao đời em lại chỉ thấy nỗi sầu huyền đời. Phải quỳ, thím đứng dậy đi. Con ở đâu? Dạ. Mang gà mang gạo sang làm đầy tháng cho cháu. Dạ. Cô Huệ, cô Huệ, cô lại đây, lại đây. Kìa mình định làm gì? Này, mang gà, mang gạo về trả tôi. Mình cho người dưng nước lã còn được, đằng này em ruột mình, sao mình lại tiếc? Này, người dưng có ngãi thì đãi người dưng nhá.
anh em vô ngãi ấy, thì đừng có anh em. Từ ngày em về làm dâu nhà mình, chưa thấy chú Mộc làm điều gì bất ngãi bất trung, sao mình lại nói thế? Nói nhỏ nhá, hôm nọ cho nó cái bọc xương chó rồi, hôm nay thôi tha nó đổ xuống sông xuống biển còn hơn cho nhà chúng nó. Kìa mình thôi được, nếu mình không cho chú Thím ấy thì thôi, nhưng em cho, em đã hứa với chú Thím ấy rồi. Chú với chả Thím cứ làm như là danh gia vọng tộc ấy nhỉ. Kìa mình vốn là người rộng lượng, mình không cho thì thôi, nhưng cũng giữ cho em cái chữ tín. Tín với chả Nghĩa, tôi nói cho cô biết nhé, anh em tôi muốn cho nó ăn sung mặc sướng, nhưng mà nó còn lên mặt dạy đời. Hôm nọ nó gặp tôi, nó bảo anh phải lo việc gia đình, lo việc vợ con, chọn bạn mà chơi. Đúng là trứng khôn hơn vịt, đã bảo không cho là không cho. Kìa mình ơi, mình nghe em, mình ăn ở có nhân có đức, rồi trời sẽ cho mình đứa con. Nếu mình không thương lấy vợ chồng con cái chú Mộc, em e các cụ dưới suối vàng lại giận. Này, thì ra cô lôi cả bố mẹ tôi lên, nói cạnh nói khóe đấy phải không? Này, đã thế thì tôi không cho nữa nhá. Tôi đi đòi lại con gà thúng gạo, tôi không cho nữa. Mình ơi, mình có sao không mình? Mình có làm sao không? Không sao. Mình có đau không? Không đau, kệ tôi. Mình có làm sao không mình? Mình có đau không? Mình... Mình ơi, vợ chồng mình chưa có con, em chỉ có mình, mà mình cũng chỉ có em thôi. Mình mà làm sao thì em biết sống với ai? Cháu ơi, trách duyên lại giận trăng già, xe tơ lầm lỡ hóa ra chỉ mảnh, biết ai than thở sự tình, chẳng qua mình lại thương mình mà. Thôi vợ chồng mình về đi. Kìa, Chú Mộc. Thank you.
tôi bảo mà. Nó có thèm đâu. Nó đem nó trả đây này. Tôi đã nói rồi, người dưng có ngãi thì đãi người dưng, còn anh em vô ngãi thì đừng có anh em. Giấm vàng của bố. Ôi trời ơi, thức rồi phải không? Ôi trời ơi. Nín nào bố thương. Con đói rồi phải không? Hôm nay mẹ đi chợ bán xảo bố đan. Mẹ mà bán hết chỗ xảo ấy thì bố con mình tha hồ mà ăn no. Kìa mình. Mình về rồi đấy à? Dạ. Thế ngoài chợ người ta có bán hết xảo cho mình không? Có, nhưng mà ít lắm mình ạ. Ít là bao nhiêu? Chỉ được có một cái thôi mình ạ. Mình lại nói dối tôi rồi. Đời thở nhà ai mua xảo mà lại mua một cái bao giờ? Thôi, mình ơi, mình đừng buồn nữa. Rồi em sẽ mang sang chợ khác gửi. Thế nào họ cũng bán được cho mình. Rồi mình sẽ có tiền rau cháo qua ngày. Hết cách rồi, tìm đủ mọi cách mà không kiếm nổi lên một đồng xu để nuôi vợ nuôi con. Trời ơi, chỉ vì tôi mù lòa mà tôi phải khổ như thế này đây. Ta bảo giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Mình ơi, hay là vợ chồng mình đi nơi khác làm ăn, chứ cứ ở đây mà nghèo mãi thế này thì làm xấu mặt bác cả, rồi bác ấy lại khinh cho. Bao vất vả trên đời, đời tôi cay đắng đi xót đi đời vợ con đi xót xa ấy là tôi cầm đi nỗi đời hỡi mà đời. Giá như không vì mình, không vì con thì tôi đã... Kìa mình. Mình ơi, từ khi thằng bé sinh ra tôi không dám hỏi. Mình định hỏi gì? Thế thằng bé nó có giống tôi không hả mình? Sao mình lại hỏi vậy? Con nó không giống mình thì giống ai cơ chứ? Sao? Nó giống mình từng đường từng nét, từ cái mũi, cái miệng, cái tai mà... Nhất là đôi mắt mình ạ. À.
mình nghĩ gì thế? Mình ơi, mình bảo thằng cu giống tôi như hệt ư? Còn nó giống mình lắm mình à, từ cái mũi, cái miệng, cái tai, mà nhất là đôi mắt mình à. Trời ơi, vậy là nó cũng mù như tôi ư? Không, không mình ơi, mình ngồi ra đây, mình ngồi xuống đây em bảo. Con nó giống mình từng đường từng nét, khuôn mặt hiền tử chất phát, nhưng đôi mắt nó sáng trong, sao? Đen như hạt nhãn mình à. Mình giơ tay lên em bảo. Con ơi, bố vẫy tay đây, con cười với bố nhá. Mình vẫy tay kìa, con ơi. Đâu, 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 đâu. Mình ơi, con nó cười với mình này. À, con trai của bố. Cái giống vàng của bố, mắt sáng hơn mắt bố rồi, không ai dám khinh con đâu con nhỉ. Giống vàng của bố ngoan à? Quá. Bác lại mang cái gì sang thế này? Vẫn còn gà thúng gạo hôm trước tôi mang sang cho cháu. Kìa mình. Bác hãy mang những thứ này về đi, chứ em không dám nhận đâu. Em biết bác giấu bác trai mà mang sang đây, nhưng lòng tốt thì không thể thì thụt vụng trộm như vậy được. Chú này hay nhỉ, tôi việc gì phải thì thụt vụng trộm. Cháu tôi đầy tháng, tôi mang sang cho cháu tôi tí quà, làm sao chú phải hờn phải dỗi? Không, em đâu dám hờn dỗi gì. Nhưng em xin bác hãy mang tất cả những thứ này về đi. Em không muốn bà cả lại khinh em một lần nữa. Em xin bác hãy mang về đi. Thôi được rồi, tôi cũng chẳng cho không. Nghe nói chú có được con chó đẹp lắm phải không? Vâng, em cũng chẳng giấu gì bác. Một hôm em đi nhờ thiên hạ. À, chết, nói thế cho văn hoa thôi. Chứ một hôm em mới đi ăn mày ăn xin, có một con chó nó cứ léo đéo theo em. Người ta bảo là chó cắn áo rách, thế mà nó không cắn em bác ạ. À, bác Huê này, em nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu bác nhá. Con chó nó cứ léo đéo theo em kiếm được miếng gì ăn cũng đều chia cho nó một nửa. Thế là nó mới theo em về tận nhà bác ạ. Nhưng hóa ra, đời nó cũng chẳng khác gì đời em. Kìa chú. Thương cho kiếp nó lòng chành thương nghĩ mình bơ vơ đói khát giữa chợ cười khinh đắng cay hạ đắng lo cơm cháo. Thank you.
chó với người nuốt nhục giữa phồn minh. Thôi được, chú cứ để tôi nuôi, nhà cửa vắng vẻ quạnh quẽ, có con chó làm bạn cũng vui. Ấy không, bác cầm lấy, bác cứ cầm lấy. Nếu bác không chê con chó còn thì em cũng không tiếc. Mình ơi! Dạ! Con Mít nhà ta đâu nhỉ? Nó nằm ngoài ngõ kia thôi. À, bác Huê muốn xin nó về cho có bầu có bạn. Thôi thì nhà mình cũng đỡ đi được một miệng ăn. Bác Huê này! Gì thế chú? Bác ở đây, chờ em ra ngoài ngõ em xích nó vào cho bác nhá. Tôi xin chú ấy con chó về nuôi. Thế chú ấy nhặt được con chó ấy lâu chưa? Nhà em cũng nhặt nó được một tuần chăng rồi chị ạ. Mà nó quấn nhà em lắm. Kìa, nhà em xích được nó rồi kìa. Đi vào đây. Ủa hai cái con này, đi vào đây. Mày sắp được về chỗ sung sướng rồi. Vào đây. Vào đây. Úi giời ơi, muốn cho sung sướng thì lại không thích cơ. Trần Thăng, dù ta có say ngã lăn quay nhưng ta vẫn cứ tỉnh. Các đệ nhìn chân ta bước thẳng hay nghiêng nhá. Này, ta bước cái này các đệ xem này. Nghiêng. Ta bước thẳng thế mà các đệ lại bảo nghiêng. Thế là các đệ say rồi. Các đệ quá say. Này, úi giời. Trông này, say xoắn cả tai, xoắn cả tóc. Say nghiêng bên nọ, ngã bên kia. Trông chẳng giống túng tiền mấy tuần đinh. Huynh lại lộn rồi. Tiến tùng tuần đinh chứ. Này, hai đệ chỉ sĩ diện hão thôi. Nhà đệ nghèo nên bố đệ mới đặt đệ là tiến tùng cho nó đỡ xui. Còn đệ nữa, cả đời bố đệ ước làm tuần đinh nên mới đặt đệ là Đình Tuân. Nhưng không sao, ta quý hai đệ bàn tài tổ tôm đều giỏi. Lúc chơi lại nhường nhịn ta như huynh đệ một nhà. Có phải không nhỉ? Các đệ ơi, chúng ta đang ở đâu ấy nhỉ? Ở đâu đấy nhỉ? Này, ba thằng chúng ta đang ở đâu thế nhỉ? Này, ta đang hỏi hai đệ đấy. Hỏi hai đệ hả? Về tới ngõ nhà huynh rồi đấy. Về tới ngõ nhà ta. Vớ vẩn. Ngõ nhà ta là ta phải biết.
ngõ nhà ta là phải có hai con chó đá ngồi chờ ta chứ lại. Đi xem nào. Đây. Chỗ này đầy máu. Màu đo đỏ tựa máu chó. Không có thằng nào giết chó, chỉ có lũ giết người. Nằm ở dưới gầm dập. Cái gì? Tao có thấy cái gì đâu. Ui ôi. Cái gì đây? Vết chân đầy máu người. Đình Tuân ơi, hỏi Trần Thăng xem trong nhà có xác người, chắc là ai vừa giết. Trần Thăng ơi, trong nhà có xác người, chắc là ai vừa giết. Sao trong nhà đầy máu lại có cả xác người? Ôi giời đất ơi, chồng ơi là chồng. Mà xui quỷ khiến thế nào mà tôi phạm phải tội tày đình thế này. Mình ơi, mình về đây rồi, mình giúp em một tay. Không thì em chết rũ tù. Làm sao phải chết, làm sao phải rũ tù? Em giết người. Nàng giết người ư? Cô giết người, thế cô giết ai? Em giết thằng ăn mày. Giết thằng ăn mày à? Cô chết rồi. Này, có phải cô đã giết thằng Mộc, em trai tôi rồi phải không? Không, không phải chú Mộc, mà là thằng ăn mày khác. Giết thằng ăn mày khác? Nhưng mà nó từ đâu tới? Em có biết nó từ đâu, nó giở trò đốn mặt. Em tiện tay, phạm cho nó một phạm. Thế là nó chết ngay. Này, hai thằng định đi đâu đấy? Sao chúng mày cứ nhấp nha nhấp nhô thế hả? Rất muốn đi báo quan. Rất muốn đi báo quan? Ừ. Này, thế báo quan để làm gì? Để anh đi tù, chúng tôi lù khù vào nhà anh ở. Úi giời ơi, thế mà nó lại bảo kết nghĩa tình huynh đệ cái chứ đệ. Trước thì có, giờ thì không. Hai đệ ơi, hả? Anh lạy hai đệ, ừ. Anh xin hai đệ, ừ. Hai đệ phải giữ mồm giữ miệng cho anh, ừ. Không thì anh chết, ừ. Nhà anh phải đi tù, anh xin hai đệ. Này, cô kể tôi nghe, tại sao cô giết thằng ăn mày khác? Lúc sầm tối, em ngồi đợi mình về ăn cơm, à. Mình thì chẳng thấy về, chỉ thấy lão ăn mày đi vào giữa sân, à. Lão hạt điệu xin ăn. À. Em mùi lòng xới cho bát cơm trắng. Tốt quá gì. Lão thấy nhà vắng, bèn nằm đi thấy em giở trò đốn mà. Úi giời ơi. Em mày. Gạt tay lão ra, rồi rút cây gậy đánh chó. Thế cây gậy ấy đâu? Úi giời ơi, nắm tay cái chứ đệ. Đây. Rồi thế nào nữa? Em vung tay bổ mạnh vào giữa chỗ đội khăn của hắn. Bổ thế nào? Bổ hết sức mình.
phải đi báo quan rồi. Kìa mình vào trong nhà lấy ít bạc cho bạn mình mà làm lộ phí đi lo báo quan. Cô không phải giễu tôi nhá, cô không phải giễu. Hai đệ ơi, hai đệ phải giúp anh. Không chị coi thường anh, chị cười anh, chị chửi vào mặt anh, hết bao nhiêu tiền anh cũng trả. Thật nhá, thật. Này, cô vào nhà trong lấy vải bọc xác lão ăn mày lại để hai đệ của tôi nó đem đi tẩu tán. Họ có giúp không? Cô cứ vào cứ bọc đi. Chân chó nhỉ, đen như thế này là nhiều tiền lắm đấy. Này, nhiều tiền là bao nhiêu? Không biết là bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều. Nhà tôi không có nhiều tiền như thế đâu. Không có nhiều tiền thì mang đi mà chôn lấy. Tín Tùng Đình Tuân, anh em mình kết nghĩa tình huynh đệ. Bây giờ nhà có việc, ta nhờ hai đệ mà lại đòi tiền ta thì còn ra hệ thống gì nữa. Tiền thì ai chả cần, ai chả thích. Tiền thì ai cũng cần, tiền thì ai cũng thích. Đã thế nhá, cút, cút ngay. Đây không cần nữa. Cái lũ vô ơn, cút. Lũ vô ơn, cút đây. Cút ngay. Nhưng không cút về nhà. Đi đâu? Mà cút thẳng lên quan. Bây giờ chúng nó đi báo quan, quan quân mà ập đến thì vợ chồng mình chết, vợ chồng mình rũ đời. Cứ chạy, chạy trốn, chạy trốn. Anh Thăng ơi, anh Thăng ơi, anh Thăng ơi. Ôi, sao không thấy ai trả lời nhỉ? Anh Thăng ơi. Ôi trời ơi, sao lại có xác chết trong này thế này? Ôi trời ơi. Không được nói to thế, chị nỡ tay giết người. Bây giờ không ai giúp, mà anh cũng không giúp được. Anh sắp chết, anh sắp phải đi tù rồi chú ơi. Anh Thăng, anh cứ để đấy em giúp cho. Cái gì đấy? Cứ để đấy em chôn cho. Em biết chỗ chôn rồi, quan quân có đến đây cũng không tìm ra được đâu. Chú Mộc. Dạ. Chú không sợ bị đi tù ư? Không, em không đi tù thì anh Thăng phải đi tù. Chị cứ để đấy em lo, em làm em chịu. Chú Mộc ơi, chú thương anh, chú giúp anh, chú đúng là em của anh. Ôi dào ơi, sao bây giờ nhận anh nhận em nhanh thế? Chạy đi. Ui sầm thôi. Này, cô kiểm tra xem còn thiếu cái gì không. Vàng bạc châu báu đã đủ chưa? Tôi không kiểm, tôi không đi đâu cả. Này, đôi hoa tai bằng vàng đâu mà lại đeo bạc thế này? Tôi để ở dưới gối. Cô vào cô lấy đi. Anh vào mà lấy. Tôi lại vào tôi lấy. Ui giời ơi, ui giời ơi. Lục soát, bắt vào được Trần Thăng cho tao. Cũng tại cô đang đâu đi giết cái lão ăn mày, để bây giờ vợ chồng tay dìu đi nơi khác kiếm ăn, tại cô hết. Sao anh lại bảo tại tôi? Không phải là tại anh ấy. Tại sao lại tại tôi? Tại anh giao du với lũ bất lương nên bây giờ tôi mới khổ thế này đây. Thôi đi. Tôi không đi đâu cả. Tôi tin chú Mộc, chú ấy không khai ra vợ chồng mình đâu. Không tin chú Mộc được. Chú Mộc nhá,
một trận đòn là phòi ra hết nha. Thôi đi, hãy đâu, hãy đâu, vây chặt nhà Trần Thắng, bắt bằng được vợ chồng Trần Thắng. Cô không nhìn được chỗ này đây, bắt bằng được nó cho tao. Ôi Toàn ơi, cũng làm sao không? Ôi mày ơi, mày thả thế thì vỡ hết mông của cụ chứ còn gì. Bây giờ ơi, cụ đi đâu thế hả? Ngoài đi bắt Trần Thắng. Bây giờ ơi, già cả thế này rồi bảo ở nhà nghỉ ngơi lại cứ đi theo góp ý thế hả? Anh ý nói buồn cười nhỉ. Chả gì thì đêm qua cụ mới vồ được con chó lạc đấy. Thôi, Trương Tuấn đâu? Dạ. Tìm khắp nhà khắp vườn xem Trần Thắng chỗ đâu. Như này. Dạ. Bắt bằng được nó chỗ. Như này. Quái tên. Bắt bằng được Trần Thắng xem nó. Ui giời ơi, tôi đã bảo cụ rồi, sao cụ cứ đi theo tôi thế hả? Ôi, anh Lý nói buồn cười. Chẳng gì thì cụ cũng là đứng đầu hương sắc ở trong làng. Anh cũng phải để có cụ có phần tham gia chứ. Nó nói vậy có đúng không bà con? Thắng ơi! Này, tôi đi theo thầy Lý, trẻ thầy. Rồi bảo ở nhà nghỉ ngơi lại cứ đi theo. Anh ấy nói chán lắm, già cả nhưng mà đi theo anh ấy được đánh chén thì ai cũng muốn. Kẻ cho cụ một đồng là cụ về luôn, không có tiền đâu. Bảo đây Trương Tuấn đâu? Bảo dạ. Dạ bẩm ông Lý là không thấy vợ chồng Trần Thăng đâu ạ. Mày tìm khắp nhà khắp vườn xem đông dơm đông dạ nó có chuột ở đây không nghe. Dạ. Bắt bằng được nó chưa? Trốn đi nhỉ? Trốn đi nhỉ? Đi đâu? Ôi trời ơi, ôi Lý ơi, ôi Lý ơi, là Lý ơi, Lý ơi. Cái gì thế hả cụ? Cái gì thò ra ở cái gầm sập như chân người? Chân thằng rồi. Trương Tuấn đây, dạ. Lôi cổ Trần Thắng ra đây, dạ. Hóa ra là Trần Thắng. Đi đâu? Chạy trốn hả? Đi đâu? Trần Thắng. Gớm ghê, ghê gớm nha. Tay đùm tay nải đi đâu? Đi trốn. Này, tôi không nói chuyện với các bà nhé. Các bà đi về. Không về. Tại sao không về? Nhà Trần Thắng chúng tôi hứa được. Ôi trời ơi, lại ngang như vậy. Thôi, các bà đi về để cho tôi làm phận sự. Không về. Chúng tôi là phụ viên chị, kiên quyết không về. Ô, tại sao lại quá không về hả? Có gì đâu mà về. Ôi trời ơi, đây. Cái gì đấy? À, có tiền đấy rồi. Có một Trinh, biếu các bạn đi ra đầu làng bán bánh nốt. Trời ơi, Trinh đi đi đi. Trinh biếu tiền rồi. Trinh biếu tiền rồi. Rõ khổ. Nửa đêm nửa hôm đã mất một Trinh, thế mới đau. Cái đám dân làng này hỗn. Lý ơi, sao? Thế là kém rồi. Cụ bảo sao? Đường là Lý trưởng, mà quyền hành trong tay, thế mà lại đi đút tiền cho dân, thế là kém chứ còn gì. Thôi, cụ ngồi yên để tôi làm việc. Này Trần Thắng, sao có người khai báo là anh giết người? Trương Tuấn đâu? Dạ. Trói Trần Thắng lại cho ông ấy. Dạ. Ngay lên. Ông Lý, sao lại trói tôi thế này? Thì đã nói rồi, có người khai báo là anh giết người. Ta bán tín bán nghi,
Khi tới đây, thấy tay đùm tay lại, chính ngươi đã tự vạch mặt mình. Đúng rồi. Ông Lý. Sao? Cởi trói cho tôi, pha trà uống rồi chúng ta nói chuyện. Này cụ ơi, cụ có uống trà không? Đêm hôm uống trà làm gì cho nó mất ngủ. Hỏi nó xem có rượu uống không. Trần Thăng. Sao? Có rượu không? Có. Có cái gì nhắm không? Có rôm xào dưa. Ô, hay quá. Này Tuấn đâu? Dạ. Cô cởi trói cho Trần Thăng. Nó có cái món rôm xào dưa là cụ thích lắm đấy. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Ông Lý. Dạ. Xuống đây tôi bảo đây. Lại Trần Thăng. Ta là Lý trưởng, đang thi hành phận sự, chứ không phải bạn bè bằng hữu. Mà gọi thế nào thì gọi. Láo. Dạ bẩm ông Lý, con muốn mời ông Lý ra đây, con có chuyện muốn thưa. Có chăng gì thế. Này cô ơi, ta có lên ra không hả cụ? Ôi giời ơi, kém. Anh Trần Thăng bảo ra nói chuyện là gạch đít hai từ nói chuyện, thế mà không hiểu. Mà này, nếu có thì phải để phần cụ nhé. Ôi giời ơi, chưa chi thì đã. Thôi được rồi. Ôi trời ơi, Lý ơi. Lý ơi là Lý ơi. Mắt mũi mày để đâu, mày dẫm nát bét cái tay cụ ra rồi. Phen này thì lấy gì mà gấp rõm xào giữa. Cụ mà đi khám thầy lang bảo gãy xương là anh Lý phải đền, không đền là kiện ngay. Ui giời ơi, gió khổ, cùng là chức sắc trong làng với nhau, hơi tí là kiện. Sao mày dẫm vào tay? Thôi được rồi. Đây 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 đây. Có một trinh biểu cụ. Thế đã khỏi chưa? Cũng sắp. Ui giời, sao nhanh thế? Ở đây đây. Biểu cụ thêm trinh nữa. Lần này là khỏi hạn chứ. Có lẽ thế. Thôi được rồi. Cụ ngồi yên để tôi làm việc này. Này Trần Thăng, nói gì nói đi. Cái gì thế hả? Này. Sao? Thích ăn rôm xào dưa hả? Ừ. Rôm rôm cái tin nhân nhà anh nhá. Ở cái làng này từ việc to đến việc nhỏ là do tay thằng này công đức hết. Giết người ở đâu mà giết. Đằng này cả làng vẫn sống yên vui. Ông lấy cớ gì mà bắt tôi? Lấy cớ gì mà bắt tôi? Láo rồi. Lý ơi. Sao thế hả cụ? Mày kém. Thằng Trần Thăng nó rắn mặt lắm. Thằng này nó cứng đầu lắm quá. Mô ánh thật lực nó mới khai. Để tôi làm việc mày. Này Trần Thăng, có người khai báo là anh giết người. Quan trên vừa xuất xuống là phải tra xét ngay. Nếu không quan trên bắt tội. Trương Tuấn Long. Dạ. Lộc cổ Trần Thăng bánh đủ trăm giò cho ông. Như này. Dạ. Xem nó còn cái không nào. Làm xuống. Mày quán vào. Chết quá rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, tôi không giết người. Tôi không giết người. Đánh thế thì ui thằng nào nó khai. Thế đánh thế nào? Để đây cụ. Đây, có giỏi thì cụ đánh đi. Này, nói cho mày biết nhá. Cái việc đánh người là cụ có thâm niên từ hồi còn trẻ. Có ngày mà cụ cũng làm trương tuần như mày. Đây là miếng gia truyền bảy đời truyền lại. Chưa thằng nào thoát được cái miếng này của cụ đâu. Trần Thăng. Cái gì? Mày hỗn. Hỏi có giòm xào dưa không? Mày bảo có. Thế rồi mày lại chửi chúng ông. Bây giờ có khai không? Tôi không giết người. Không giết người hả? Ừ. Có khai không? Không. Này thì mày không. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Con xin cụ. Cụ làm thế thì chết con. Mình ơi. Mình có sao không mình? Ôi trời. Mình có làm sao không? Mình đau không mình? Mày thấy chưa? Cụ mới bảy có 37 mà nó khai rồi đấy. Đây đúng là cụ tiên chỉ trong làng nó khác. Chứ là cái
đúng là có kẻ vu oan giáng họa cho nhà tôi. Này, vu oan giáng họa hay không, lý trưởng đây không cần biết nhá. Mà tôi với anh là người làng thì không tính, phải lo lót sao quan trên cho sớm, kẻo không cái tội giết người là nặng lắm đấy. Dạ bẩm ông Lý, cứ để quan trên về đây tra xét, việc gì phải lo lót cho ai ạ? À, con mẹ này gớm ghê ghê gớm nhỉ. Mày định dở trò vừa ăn cướp vừa la làng nào? Này, mình là đàn bà con gái, mình không sợ, cái việc này cứ để tôi lo. Dạ, để tôi lo. Bẩm ông Lý, thực ra thì cũng chẳng ai giết ai cả, nhưng khỏi phiền hà đến quan trên, xin ông Lý cầm tạm ít tiền mua giúp biếu quan trên mấy miếng trầu với lại vài chén nước, gọi là tình làng nghĩa xóm, cho quan trên bỏ qua cái việc này ạ. Miếng trầu chén nước thì giải quyết được cái việc gì? Này, đúng rồi, nói thế cho nó phong lưu thanh lịch. Ai lại nói toạc cái của nợ ấy ra nhỉ? Dạ, xin ông Lý cầm thử cho con ạ. Cũng tạm, nhưng đây là phần của quan trên, thế còn lý trưởng? Tiền chỉ nữa đây. Thì tiền chỉ uống nước lã xin cho nhà anh ạ. Đúng rồi. Thôi, cầm lấy tiền, cầm lấy mà lên lạy lục quan trên, để quan tha cho nhà anh cái tội giết người. Quan huyện về làng. Ôi, quan huyện về làng. Đây chắc là các vị chức sắc trong làng. Dạ. Thế đã bắt được hung thủ chưa? Dạ rồi ạ. Hung thủ đâu? Dạ Trần Thăng kia. Nhân chứng đâu? Dạ có dạ, nhân chứng ạ. Nhân chứng đây ạ. Dạ. Các ngươi hãy nói ra những lời các ngươi đã bẩm báo để cho các vị chức sắc trong làng được biết. Dạ bẩm quan ạ. Vợ chồng Trần Thăng giết người đã rõ, búa chiếu đem chôn, nhà vả chúng con giấu ở sau vườn, trình quan soi xét à. Tiến Tùng Đình Tuân, ta kết nghĩa với các người, tại sao các người bây giờ lại bóc mẽ ta hả? Kìa mình thấy chưa, mình giao du với lũ bất lương nên bán rẻ anh em trong nhà, bây giờ mình sáng mắt ra chưa? Im ngay. Trần Thăng đâu rồi? Trần Thăng đâu rồi? Trần Thăng đâu rồi? Dạ lạy quan lớn ạ. Dạ xin phép quan lớn ạ. Giời ơi, hôm nay nhá, gặp được cả ba ông ở đây rồi. Trần Thăng, nhìn sổ trả nợ cho chị. Nhìn kẻ sổ kia là ai? Dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan, chuyện đó là như thế này ạ. Quan cho con xin thư rõ đầu đuôi. Dạ bẩm quan, hai ông này vẫn được ông kia thường xuyên dẫn đến quán của con ăn. Dạ bẩm quan, thân nhau lắm đấy quan ạ. Kết nghĩa huynh đệ ngay trong quán của con. Con xin thề với quan nhá. Có đi rồi bắt cháu diện đến quái hoa vàng làm chứng ạ. Nói gì? Nói nhanh lên. Dạ vâng, chuyện nó là như thế này ạ. Hai ông đây có tình ăn ý theo ý. Thèm rượu thì chó thì cứ đến quán đây mà ăn, rồi ghi vào sổ nợ nần bao nhiêu anh sẽ trả. Rồi dạ bẩm quan, hai ông này được lời hỏi lòng hỏi dạ, ngày nào cũng đến quán của con, dạ ăn như chó quan ạ. Chẳng biết nhục là gì. Dạ đây sổ nợ thì cứ ghi, tay cứ điểm chỉ. Dạ trình quan sổ nợ đây ạ, tổng cộng cũng phải mấy chục bữa rồi, trình quan xem xét rồi xử cho con trước. Chứ không bác Thăng đi tù ấy, không ai trả nợ được cho con thì... Ôi dồi, dạ bẩm quan, thiệt thòi cho con quá quan ạ. Được, việc này cứ để đây đã. Ta xử xong vụ giết người,
rồi sẽ đến việc của thị. Dạ. Cái gia sản nhà này rồi cũng sẽ bị tịch thu xung dạ. vào công quỹ. Ta thế xem sổ rồi trừ nợ cho nhà ngươi. Dạ, trình lệnh quan lớn ạ. Lính đâu? Gô cổ vợ chồng Trần Thăng vào cho ta. Quỳ xuống. Trăm lệ quan lớn, ngàn lệ quan lớn à. Trăm lệ quan lớn, ngàn lệ quan lớn. Người kia là ai? Dạ bẩm quan, con là Trần Mộc, em ruột của Trần Thăng. Việc giết người ăn mày già là một tay con gây nên cả. Không, mình ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này hả mình? Kìa mình. Dạ bẩm quan, chồng con không giết người. Chồng con không giết người à? Im ngay. Lính đâu? Hãy đuổi ngay người đàn bà ra ngoài cho ta. Chồng con không giết người. Chồng con không giết người đâu ạ. Dạ bẩm quan, chồng con không giết người. Chồng con không giết người. Trần Mộc. Dạ. Người nhận ngươi giết người, thế nạn nhân là ai? Kẻ dạ. bị giết là ai? Dạ bẩm quan. Dạ. Đó là một người ăn mày già đấy. Già đâu mà già, thì vợ chồng Trần Thăng bảo tao thế. Nói gì, nói nhanh lên. Dạ bẩm quan ạ, đó là người ăn mày già. À. Từ Đấu Lạc đến làng con ạ. À, để làm gì? Để xin cơm, xin cháo. À. Thế các ngươi báo lên quan, có cần xin gì không? Dạ bẩm quan có. Xin gì? Dạ xin được lĩnh thưởng ạ. Giỏi, giỏi lắm. Lý trưởng đâu? Dạ. Hãy lôi cổ hai tên này ra ngoài cho ta. Dạ vâng. Trương Thừa đâu? Dạ. Lôi cổ hai tên này ra ngoài. Ê, dạ bẩm quan, dạ bẩm quan, tha cho chúng con. Dạ bẩm quan. Dạ, ê, đây. Dạ. Ê. Dạ bẩm quan ơi, quan tha cho chúng con. Dạ. Trần Thăng, người đã thấy chưa? Vợ chồng Trần Thăng, các người đã sáng mắt ra chưa? Dạ. Việc giết người đúng sai chưa biết, rồi ta sẽ xử. Nhưng những ai mà kết bạn với hai tên kia thật đúng là gặp họa. Trần Mộc. Dạ. Những lời hai tên kia vừa khai có đúng không? Bẩm quan lớn, đúng là như vậy ạ. Nhưng tại sao ngươi lại giết người ăn mày già ấy? Bẩm quan, đất làng này nghèo khó, chỉ đủ chỗ cho kẻ hạ dân này xin xỏ. Này có một lão ăn mày già đến tranh đất sống của hạ dân, nên hạ dân không còn cách nào khác là phải giết hắn đi để giữ đất ăn mày ạ. Cha ơi, đến ăn mày mà cũng phải tranh nhau đất sống ư? Đó là lỗi của ta, của triều đình, của những người cai trị. Trần Mộc. Dạ. Người hãy đứng lên đi. Để dân chúng phải đói khổ là lỗi của ta, của triều đình. Nhưng tại sao các ngươi không biết san sẻ nhường nhịn, lá lành đùm lá rách? Tại sao? Tại sao chỉ vì miếng ăn mà lỡ chém giết lẫn nhau? Lính đâu? Dạ. Hãy giải ngay Trần Mộc về huyện đường xét xử. Dạ. Quan! Mình ơi! Mình ơi! Sao lại thế này? Sao lại thế này hả mình? Mình ơi! Sao lại thế này? Mình ơi! Mình... Tôi mắt mũi mù lòa, có sống ở trên đời cũng không giúp được gì cho mình và con nữa đâu. Không. Chẳng thà là cứ để cho tôi đi. Thôi thì... Anh em chung khúc ruột mềm, cùng chung giọt máu nối liền chân tay. Em ơi, tôi bước chân đi đến chốn lâu hỉ đây. Thôi nước mây kia xa cách từ thương cảnh, nghĩ xót đau người ở lại đời đói khát, vợ hiền con dại nỗi
Mộc ơi, anh chẳng dám quên công nghi thầy ơn minh đời mưa gió, vì anh như em như khổ cay đắng thay, bởi tội anh làm gánh con đi sầu à tôi ngày tháng đau thương xa nhau biết mấy dặm trường xa xôi, anh nhớ mãi đầu thơ mãi đầu của mấy kẻ bất lương mà đã bắt em con. Vậy quan lớn có bằng chứng gì không ạ? À? Phải rồi, bằng chứng. Dạ bẩm quan lớn, quan lớn muốn bắt người thì quan lớn phải có bằng chứng. Nếu mà không có bằng chứng là quan lớn bắt người làng con là không được. Trần Thăng ơi, đưa Trần Mộc lại đây quan ơi. Trần Mộc. Dạ. Thế cái xác người ăn mày giả ấy ngươi chôn ở đâu? Bẩm quan, con chôn ở ngoài rìa làng kia. Lý trưởng. Dạ. Hãy dẫn ngay Trần Mộc ra rìa làng tìm bằng được bằng chứng về đây cho ta. Dạ vâng ạ. Chồng con không giết người, xin quan lớn hãy đèn rời soi xét. Còn cái xác lão ăn mày giả, chồng con chỉ nhỡ tay thôi chứ không cố tình. Xin quan lớn hãy đèn rời soi xét. Dạ bẩm quan. Mân hàn cùng khổ tôi kêu oan cùng
sống ở làng con ngần ấy năm rồi, con biết chưa bao giờ làm điều gì hại ai. Thương vợ thương con, kính anh kính chị, nay chẳng hiểu vì sao mà vướng vào lão ăn mày già. Thôi thì xin quan lớn lên đèn rời soi xét. Dạ 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 bẩm quan. Dạ 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 bẩm quan ạ. À, tìm thấy bằng chứng rồi ạ. À. Sao? Tìm thấy bằng chứng rồi ư? Dạ. Mang bằng chứng vào đây cho ta. Dạ. Dạ bẩm quan. Bằng chứng đây ạ. À. Bằng chứng đây ư? Dạ. Người hãy mở ra cho ta xem. Mở ra. Dạ. Sao lại là xác chó? Thế là thế nào? Dạ bẩm quan là... Dạ bẩm quan, xin quan cho con được kể rõ đầu đuôi câu chuyện ạ. Được, ta cho phép. Dạ bẩm quan, chồng con suốt ngày chơi bời cờ bạc rượu chè, lại giao du với lũ bất lương, khinh rẻ anh em trong nhà, con khuyên mãi mà chẳng được, bèn nghĩ ra cách giết chó dạy chồng. Ôi giời ơi, giỏi thế nhỉ? Hay. Để chồng con thấy rõ sự nham hiểm của bè lũ bất lương, hy vọng chồng con sẽ tỉnh ngộ ạ. Hay, hay lắm. Bà con ơi, được của rồi, được của rồi. Bà con ơi, bà con ơi, được của rồi. Trời ơi, chú Ngọc, chú Ngọc được của rồi. Ở đâu? Dạ bẩm quan, sau khi đào được cái xác lên, dạ bẩm quan, ở dưới có một hũ vàng. Vàng của chú Ngọc bà con ạ. Trời ơi, thế là chú Ngọc được của rồi. Mời anh vào đây. Đây, đây, quay, quay, đây. Bẩm quan, con vừa đào được một hũ vàng, nhưng hũ vàng này không phải của con mà chỉ chôn ở trên đất của con thôi ạ. Này con xin dâng lên quan để con sung vào công quỹ ạ. Lý trưởng, dạ hãy tháo gông. Dạ vâng ạ. Lý trưởng, dạ, hãy mang hũ vàng đến đây ta xem. Dạ vâng. Đi xem vào, xem có nhiều không? Đi. Có nhiều không? Ôi giời, có nhiều vàng quá. Nhiều vàng quá. Ôi, chị ơi. Dạ bẩm quan lớn, trong này có thẻ trúc, như là trúc thư của người xưa để lại. Xin quan lớn đèn rời soi xét. Có cả thẻ trúc đấy chị nhé. Các ngươi nhìn gì? Dạ bẩm quan là đọc thư ạ. Thư này không viết cho các ngươi. Ô, chỉ được cái hóng hớt rồi bẩm báo sai sự thật. Có giết người đâu mà bẩm báo là có ăn mạng. Lính đâu? Gô cổ hai kẻ này lại cho ta. Ê, dạ, 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 dạ bẩm quan, dạ bẩm quan, tha cho chúng con. Dạ bẩm quan, tha cho chúng con. Dạ, dạ bẩm quan, tha cho chúng con. Các vị chức sắc trong làng. Dạ. Vợ chồng Trần Thăng, vợ chồng Trần Mộc cùng bà con nghe đây. Thư rằng gửi hai con trai của ta, cha mẹ khóc giỏ máu mắt, dặn lại các con Trần Thăng, Trần Mộc, mai sau khi cha mẹ khuất bóng, e rằng Trần Thăng sẽ cậy quyền huynh trưởng mà tranh giành hết tài sản của em. Nay cha mẹ chôn hũ vàng dưới mảnh ruộng chua phèn, nơi mà Trần Thăng sẽ thí bỏ cho em Trần Mộc. Mộc ơi, chỗ vàng này là của con, để mai sau có chút vốn mà làm ăn con nhé. Trần Mộc, dạ, người hãy lại đây. Hũ vàng này là của nhà ngươi. Dạ. Con xin đổi ơn quan lớn.
con xin đòi ơn quan lớn ạ. Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi, hũ vàng này là của hai anh em con.